Những gì là pháp xuất thế gian? Bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy sắc phần, tám thánh đạo, cửa không giải thoát, cửa vô tướng giải thoát, cửa vô tác giải thoát, ba căn vô lậu, là căn chưa biết muốn biết, căn đã biết, ba tam muội, là tam muội có giác có quán, tam muội không giác có quán, tam muội không giác không quán, hoặc minh giải thoát, niệm tuệ chánh ức, tám muội xả. Những gì là tám? Đó là trong có sắc tướng, ngoài quán sắc là bộ xả đầu, trong không sắc tướng, ngoài quán sắc là bộ xả hai, tịnh bộ xả thân đắc chứng là bộ xả ba. Vượt qua hết thảy tướng sắc, diệt tướng hữu đối, không niệm hết thảy dị tướng vào vô biên hư không xứ là bộ xả bốn. Vượt qua hết thảy vô biên hư không xứ vào nhất thiết vô biên thức xứ là bộ xả năm. Vượt qua hết thảy vô biên thức xứ vào vô sở hữu xứ là bộ xả sáu. Vượt qua hết thảy vô sở hữu xứ vào phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ là bộ xả bảy. Vượt qua hết thảy phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ vào diệt thọ tưởng định là bộ xả tám. Định chính thứ lớp là lìa dục lìa pháp ác bất thiện có giác có quán, lìa dục sinh hỷ lạc vào sơ thiền, diệt các giác quán bên trong thanh tịnh nên nhất tâm không giác không quán, định sinh hỷ lạc vào vị thiền, lê hỷ nên hành giả thọ thân vui, thánh nhân nói được xả được, niệm hành lạc vào tam thiền rất hỷ lạc, chưa hết diệt ưu khổ, hành giả không khổ không vui, niệm thanh tịnh vào tứ thiền, vượt qua hết thảy tướng sắc, diệt tướng hữu đối, không nghĩ đến hết thảy dị tướng vào vô biên hư không xứ, vượt qua hết thảy vô biên hư không xứ vào hết thảy vô biên thức xứ, vượt qua hết thảy vô biên thức xứ vào vô sở hữu xứ, vượt qua hết thảy vô sở hữu xứ vào phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, vượt qua hết thảy phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ vào diệt thọ tưởng định. Lại có pháp xuất thế gian là nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, 10 lực bốn không sợ bốn vô ngại 18 pháp không chung như thiết trí của Phật ấy gọi là pháp xuất thế gian. Những gì là pháp hữu lậu? Đó là năm thọ uẩn, 12 nhập, 18 giới, 6 chủng, 6 xúc, 6 thọ, 4 thiền cho đến 4 định vô sắc, ấy gọi là pháp hữu lậu. Những gì là pháp vô lậu? Đó là 4 niệm xứ cho đến 18 pháp không trùng và nhất thiết trí, ấy gọi là pháp vô lậu. Những gì là pháp hữu vi? Đó là hoặc pháp sinh trụ diệt, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, năm uẩn cho đến thọ, do ý xúc là nhân duyên sinh ra, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung và nhất thiết trí ấy gọi là pháp hữu vi. Những gì là pháp vô vi? Đó là pháp chẳng sinh chẳng trú chẳng diệt chẳng nhiễm hết sân hết si hết như như bất dị pháp tướng pháp tánh pháp trụ thật tế vân vân ấy gọi là pháp vô vi. Những gì là pháp chung? Đó là bốn thiền bốn tập vô lượng bốn định vô sắc như vậy gọi là pháp chung. Những gì gọi là pháp không chung? Đó là bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung ấy là pháp không chung. Bồ Tát Ma Ha Tát đối với pháp tự tướng không ấy không nên chấp trước không lay động, Bồ Tát cũng nên biết hết thảy pháp không hài tướng không lay động ấy gọi là nghĩa Bồ Tát. Luận hỏi: cớ sao tu Bồ Đề trước hỏi pháp lành thế gian sau hỏi pháp xuất thế gian? Đáp: trước hỏi thô sau hỏi tế, trước biết tức tướng thế gian sau mới có thể biết tướng xuất thế gian. Pháp lành thế gian là biết có quả báo tội phước, có đời nay đời sau, có thế gian, có niết bàn, có các thánh hiền Phật vân vân đời nay đời sau, và chứng thật tướng các pháp hiếu thuận cha mẹ cho đến 10 niệm, và đúng như pháp có được tài vật cúng dường cung cấp sa môn bà la môn. Sa môn là người xuất gia cầu đạt, bà la môn là người học vấn tại gia. Hai hạng người này ở thế gian làm được việc khó làm, lợi ích chúng sinh đáng nên cúng dường. Tôn trưởng là đối với chú bác, chị, anh, cung kính, cúng dường, đó là cách tu ở nhà. Bố thí chỉ giới tu định khuyến đạt như ở phẩm đầu đã nói. Phương tiện sinh phúc đức như là sám hối, tùy hỷ, thỉnh Phật trụ lâu ở đời, không niết bàn, chuyển pháp luân, như tùy tu hành không, không chấp trước không, trở lại tu hành các pháp lành do các phương tiện như vậy sinh các phước đức. 10 thiện đạo cho đến 4 định vô sắc như trước đã nói, trong 10 niệm 8 việc như trước đã nói, niệm điều lành là tư duy nhân duyên nghiệp lành chế phục tâm mình. Lại nữa, niết bàn là pháp trần thiện, thường buộc tâm niệm tưởng niết bàn, ấy là niệm thiện.
Thân niệm tức là thân niệm xứ trái với pháp lành gọi là pháp bất thiện. Pháp vô ký là tâm hoài nghi, tâm cộng xảo, tâm biến hóa và là khởi thân nghiệp, khẩu nghiệp, trừ năm uẩn thiện và bất thiện, ngoài ra năm uẩn khác và hư không vô vi, phi trạch diệt vô vi, vân vân. Pháp thế gian là năm uẩn hoặc thiện hoặc bất thiện hoặc vô ký, 12 nhập 8 vô ký, có 43 loại, 18 giới 8 vô ký có 13 loại, 10 thiện đạo 4 thiền 4 tầm vô lượng 4 định vô sắc, ấy là pháp lành người phàm phu có thể thành được. Lại từ không thể ra khỏi thế gian nên gọi là pháp thế gian. Pháp xuất thế gian là 37 đạo phẩm, 3 môn giải thoát, 3 cần bổ lậu, 3 tam muội như trước nói. Mình là ba mình giải thoát, là hữu vi giải thoát, vô vi giải thoát. Niệm là 10 niệm, tuệ là 10 trí tuệ, chánh ức là quán theo thật tướng các pháp, như quán theo thân pháp, gốc của hết thảy pháp lành. Lại nữa, 8 bụi xả, 9 định thứ lớp, 18 không, 10 lực, 4 vô sở bí, 18 pháp không chung như đã nói rộng ở trước. 4 niệm xứ vân vân ấy, nhất tâm vị đạo vậy. Lại, 8 bụi xả, 9 định thứ lớp, vân vân, phàm phu không thể chứng được nên gọi nó là pháp xuất thế gian. Niệm tuệ chánh ức tuy có hai thứ là thế gian và xuất thế gian, trong đây chỉ nói về xuất thế gian. Pháp hữu lậu là năm uẩn, bốn thiền, bốn định vô sắc. Pháp vô lậu là pháp chẳng phải thế gian, đó là bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không trùng. Pháp hữu vi lược nói có ba tướng là sinh trụ diệt, ràng buộc ba cõi và bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không trùng. Tuy là pháp vô vi, song vì pháp có tạo tác, ấy là pháp hữu vi. Trái với tướng hữu vi gọi là pháp vô vi. Lại nữa, diệt các phiền não ba độc vân vân, năm uẩn không còn thứ lớp nối nhau, như như pháp tướng pháp tánh pháp trụ thật tế vân vân, ấy gọi là pháp vô vi. Hỏi: sắc như như, sắc không lìa như như, như như không lìa sắc, sắc là hữu vi, làm sao như như là vô vi được? Đáp: sắc có hai thứ, một sắc do mắt thịt kẻ phàm phu ước tưởng phân biệt, hai sắc thật tướng do tâm thánh nhân biết được như niết bàn. Sắc của phàm phu biết gọi là sắc, sắc ấy vào trong như như lại chẳng sinh chẳng diệt. Như pháp hữu vi tuy là năm uẩn mà có các danh tự là 12 nhập, 18 giới, nhân duyên, vân vân. Pháp vô vi tuy có ba thứ cũng phân biệt nhiều danh tự là như như, pháp tướng, pháp tánh, pháp trụ, thật tế, vân vân. Pháp chung là chỗ sinh, chỗ vào của phàm phu và thánh nhân, vì chung nên gọi là pháp chung. Pháp chẳng chung là bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung. Bồ Tát phân biệt, biết mỗi mỗi tướng của các pháp. Pháp ấy theo nhân duyên hòa hợp sinh nên không có tự tánh, vì không có tự tánh nên tánh không. Bồ Tát trú trong pháp vô chướng ngại ấy không lay động, vì dùng pháp môn bất nhị nhập mà vào hết thảy pháp không lay động vậy. Hết cuốn 44 theo bản Hán.